Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của một gia đình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người cái giường. Giường kiểu Nhật. Và kiểu này thì mình sẽ xài là xài bằng phẻn nha mọi người. Thì ở trên thị trường ấy, thì mọi người có thể thấy là giường kiểu Nhật rất là nhiều mà. Nó làm bằng gỗ sồi. Nhưng mà hôm nay mình giới thiệu cho mọi người ấy, là cái mẫu bằng gỗ xoen. Và cái phẻn của nó là bằng gỗ chèm. Mọi người có thể thấy là nếu mà mọi người xài cái phẻn gỗ sồi ấy, thì cái vân của nó sẽ không đẹp như vậy nha. Phản gỗ chèm đặc biệt ở chỗ là nó cái mắt cây của nó rất là nhiều, nhưng mà được cái là lên rất là đẹp nha. Đây cho mọi người xem cái mặt phản này. Mặt phản này thì sẽ dày là dày 2 phân rưỡi luôn nha mọi người. Đi lại rất là thoải mái luôn. Đó, mọi người thấy không? Đó. Và cái này thì cây chèm thì nó sẽ không có bản lớn nên mình sẽ phải ghép lại đây cho mọi người xem này. Đó, mình sẽ ghép từ nhiều tấm lại với nhau. Và cái này là ghép công nghiệp nha mọi người. Đó, ghép công nghiệp. Và hàng này thì đã được xử lý sấy rồi nha mọi người. Xử lý sấy rồi. Và cái chia mình xin báo được kích thước cái sản phẩm nha. Thì chiều ngang của nó sẽ là 2m2. Còn nếu mà mình tính ở trong cái mặt mà mặt mình xài cái phản này á thì nó sẽ là 1m8. Và chiều dài của nó sẽ là 2m nha, cái mặt phản này này sẽ là 2m nha. Mình không tính cái phần bìa đây. Ra phần bìa đây thì nó còn dài hơn nữa nha. À, mọi người có thể thấy là mình đi lại rất là thoải mái phải không ạ? À? Chạy bộ cũng rất là ok. Và các mọi người thiết kế ở dưới thì tương đối là chắc chắn nha mọi người. Và những cái vai này á, những cái vai bên hông này á, tức là cái phản này mình sẽ đặt lên những cái vai bên hông như vậy. Đó, ở dưới nó sẽ có một cái rãnh cây để mình đỡ lên. Hai bên đều như vậy luôn nha mọi người, bốn bên luôn. Đó. Và những cái mặt ở bên hông như vậy nó sẽ dày là dày 2 phân rưỡi nha mọi người. Đó, những cái mặt chỗ này nó sẽ dày là dày 2 phân rưỡi này. Đó, và vậy làm sao để mình biết được? Đây mình sẽ cho mọi người xem này. Ở đây nó có cái đường này. Đó. Mình ghép chỗ này này. Đó, và đây mình đo cho mọi người xem này. Đó. 2 phân rưỡi mọi người thấy không? Làm hàng rất là chắc chắn nha, nên mọi người có thể yên tâm sử dụng nha. Về phần tựa này á, thì nó sẽ là như mọi người thấy nó là gỗ xoen. Và thiết kế này thiết kế theo kiểu bao lam khuôn chanh nha. Mặc dù là bao lam khuôn chanh nhưng mà cái mặt ở trong đây nó sẽ dày là dày 1 phân rưỡi nha mọi người. Dày 1 phân rưỡi. Và là vân gỗ xoen thật nha mọi người. Đây để cho mọi người xem này. À, chỗ này có cái vân nó lượn sóng đây này mọi người thấy không? Đó, và phía đằng sau nó cũng vậy nha. Đó, bên này nó cũng vậy nè. À, cái phần này mình chỉ nó hơi sét phải không ạ? Để mình lấy một cái điểm khác cho mọi người nha. À, đây cái span đồng tâm ở dưới này. Đó. Rồi mình sẽ coi đằng trước. Đó, ở đằng trước nó cũng có vân đồng tâm như vậy luôn. Mọi người thấy không? Thường ở trên thị trường ấy thì cái hàng như vậy chỉ là hàng phủ nha mọi người. Phủ sồi hoặc phủ xoen. Đó. Do vậy thì đem ở lõi ở trong thì nó có thể là gỗ cao su. Mà tệ hơn nữa thì nó sẽ là gỗ MDF. Còn tệ hơn nữa nó là MFC. Đấy, nó có rất là đa dạng, rất là nhiều loại. Và cái hàng của mọi người mình đang giới bọc gia đình đang giới thiệu với mọi người đây ấy, là nó là chất liệu của nó là gỗ tự nhiên 100% nha mọi người. Gỗ tự nhiên 100%. Và những cái vai này ấy, thì nó sẽ dày là dày 4 phân. Đây, cho mọi người xem này. Vân này khi mình đo ra thì nó sẽ còn 3 phân 8 mà. Nhưng mà khi cắt khổ ra phải là 4 phân. Vì sao vậy? Mà mình phải là mài cho nó láng mịn đi nó. Sờ rất là láng mịn nha mọi người. Và size này thì nó sẽ có size là 1m8. Hiện tại giá của nó là 10.500.000 nha mọi người. Còn size 1m6 thì mình sẽ rẻ đi 1 triệu. Là 9.500.000 nha mọi người. Rồi nếu mọi người cần tư vấn thì mọi người cứ gọi điện thoại bên dưới cho Mộc nhá. Và đừng quên là giao hàng tới mà không giống như mô tả thì mọi người trả hàng cho Mộc hoàn toàn miễn phí nha. Xin cảm ơn và chào mọi người.